Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, 23 em học sinh lớp 4 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cam Lộ xuất hiện triệu chứng đau họng, buồn nôn, đau đầu, khó thở. Các em học sinh được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ để thăm khám. Sau đó, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Trị cử cán bộ phối hợp cùng đơn vị liên quan lấy mẫu nước gửi đi kiểm nghiệm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ cho biết, ngay khi nhận được thông tin đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo lực lượng chức năng, tìm hiểu nguyên nhân đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế tập trung thăm khám, điều trị cho các em. Tối ngày 7 tháng 4, ông Hoàng Đình Ấn, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, đã gửi mẫu nước đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân khiến 23 em học sinh trên địa bàn bị ngộ độc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ cho biết, trong 23 em học sinh vào trung tâm y tế thăm khám, có 19 em được về nhà vào sáng hôm sau, còn 4 em vẫn mệt nên tiếp tục ở lại thêm một ngày để theo dõi. Hiện sức khỏe tất cả các em ổn định bình thường. Huyện chỉ đạo các đơn vị động viên gia đình và các em để ổn định tâm lý. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị ông Đỗ Văn Hùng cho biết, nguyên nhân ban đầu nghi ngộ độc do có em học sinh bỏ vật đồ chơi vào bình nước uống dùng chung. Tuy nhiên, để xác định rõ chất gì trong đồ chơi bỏ vào bình nước uống phải chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu nước của viện Pasteur Nha Trang những trường hợp các em vào bệnh viện bây giờ đã ổn rồi nguyên nhân do có em bỏ vật gì đó vào bình nước uống dùng chung các cháu nhỏ cũng nghịch ngợm chứ không có tác động bên ngoài hiện đang gửi mẫu đi xét nghiệm nên phải chờ kết quả mới có kết luận